Tử vi tuổi dần tháng 3 âm lịch năm 2024 Tuy vất vả mệt mỏi nhưng kết quả sẽ được như mong đợi Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Lời đầu tiên thay mặt 30 tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông à, Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn à, Chúng ta biết cái tháng 3 âm lịch ấy, nó là tháng mậu thìn tháng Mộ Thìn. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch cái vận trình tử vi của những người tuổi dần sẽ ra sao? Các hôm thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 6 cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là tổng quan vận hạn của những người tuổi dần trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. Nội dung thứ hai là tử thông cũng sẽ chia sẻ về cái vận trình chi tiết về sự nghiệp, công việc của những người tuổi dần, các hung ra sao, vận hạn thế nào để cho quý vị nắm bắt được từ đó sẽ có những cái phương pháp hóa giải và giúp gia tăng thêm cái may mắn tài lộc nội dung thứ ba là cái vận trình tài lộc tiền bạc của những người tuổi dần trong cái tháng 3 âm lịch thứ tư là tình duyên của những người tuổi dần trong tháng 3 các hung ra sao tốt hay xấu nội dung thứ năm là về sức khỏe của những người tuổi dần và nội dung thứ sáu là phương pháp kích hoạt tài lộc chi tiết cho từng tuổi à, xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe quý vị thân mến Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tổng quan vận hạn của những người tuổi dần trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024. Chúng ta biết cái tháng 3 âm lịch nó là tháng bậu thìn đúng không ạ? Tháng bậu thìn thì chúng ta cục diện là dần, mão thìn là tam hội, nó ghé thăm. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch ấy, cái cục diện tam hội nó cho thấy có cơ hội gặp gỡ mọi người là cái điều khá tốt mà những người tuổi dần nên tận dụng. À, những cái cuộc trao đổi cụ thể thú vị về hàng loạt những cái ý tưởng mới và cũng sẽ liên tục ập đến trong đầu các bạn khiến các bạn có hứng thú theo đuổi cái mục tiêu dài hạn thay vì ngồi ủ rũ sầu đời vì không có việc làm Đấy. À, bên cạnh đó trong cái tháng 3 âm lịch nó cũng xuất hiện cái sao dịch mã nó cho thấy bản mệnh không thể nhàn thân vì càng ngày càng vất vả càng bôn ba càng sông xáo bao nhiêu ấy, thì thu hoạch lại càng lớn bấy nhiêu vì thế quý vị hãy chăm chỉ kiếm tiền đừng vì cái chút trở ngại mà mình bỏ cuộc trong một số cái tình huống công việc cần phải đi công tác xa để tìm kiếm cơ hội mới thì những người tuổi dần cũng đừng vội vàng từ chối thay vào đó quý vị hãy chủ động xung phong đây là cái cơ hội tốt để các bạn phát triển về cái kỹ năng cũng như là tầm nhìn của mình trong tương lai à bên cạnh đó quý vị lại được nguyệt lệnh nó là một đất trường sinh nó ủng hộ nó cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho những người tuổi dần có thể bộc lộ cái tài năng của mình mọi người thì dường như là đang rất tin tưởng vào những gì mà các bạn tham gia và thực hiện. À, tuy nhiên, quý vị đừng vì nhìn thấy những cái điều kiện thuận lợi bày ra trước mắt mà quên đi cái thế chủ động của mình. Trong thời gian này có thiên quan nó xuất hiện, nó có thể gây ra một số cái tổn thương về tinh thần và từ đó ngấm ngầm gì phá hoại cái sức khỏe của các bạn. Đấy. Vì vậy, vì vậy mà những người tuổi những người tuổi dần cần phải hết sức lưu ý nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần à, thưa quý vị đó là vận trình tổng quan vận hạn và tiếp theo ấy Chúng ta cùng đến với nội dung thứ hai đó là tử vi sự nghiệp công việc của những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch. À, quý vị thân mến, những người tuổi dần sẽ gặp nhiều cái may mắn trong tháng 3 âm lịch khi mà các bạn chủ động và nhiệt tình. Bản mệnh là những người thông minh, hóm hỉnh, có tố chất lãnh đạo và có thể thu hút cái sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, với cái sự xuất hiện của cục diện ngũ hành xung khắc, đúng không? dần mộc khắc thìn thổ, vậy nên là nhắc nhở những người tuổi dần ấy, cần phải thận trọng hơn trong cái giao tiếp vì rất dễ gây ra những hiểu lầm căng thẳng đối với đồng nghiệp. À, trực giác của những người tuổi dần trong thời gian này không thực sự là nhạy bén và chính xác. Đến giữa cái tháng ấy, thì cái nguồn năng lượng dồi dào nó sẽ gì? Sẽ lại quay trở lại, giúp cho những người tuổi dần đủ tự tin để nói lên những cái ý kiến cá nhân của mình bấy lâu nay mà mình vẫn kìm nén. À, trong cái tháng 3 âm lịch thì cũng không phù hợp để thử làm những cái điều gì đó thực sự là bùng nổ và mới mẻ. À, các bạn nên tập trung vào cái giai đoạn trau chuốt, trao dồi kiến thức cho mình. Có những cái việc dù các bạn không thích nhưng mà kiên nhẫn khám phá thì các bạn cũng nhận ra những cái điều hay ho, thú vị mà nó mang lại cho các bạn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn về cái vận trình công danh sự nghiệp, có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần, ngọ, tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi dần. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tử vi tài lộc của những người tuổi dần trong cái tháng 3 lịch xem là sẽ ra sao, các hung thế nào. Đó. À, như quý vị đã biết, ấy, trong tháng này thì những người tuổi dần sẽ nhận được cái sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ quý nhân do được cục diện tam hội là dần mão thìn nó tương trợ giúp đỡ và nhờ thế mà các bạn sẽ nhận ra được nhiều cái cơ hội và cái nguồn lực của mình trong sự nghiệp những người làm công ăn lương cũng được có được cái cơ hội được tăng thưởng, tăng lương trong cái thời điểm này à, do đó quý vị hãy tập trung khai thác cái cơ hội đang có đừng có lãng phí cái nguồn lực của mình thêm nữa trong thời gian này lại được nguyệt lệnh là một đất trường sinh nó ủng hộ nó cho thấy nhiều cơ hội để cho những người tuổi dần ấy có gì có thể là kiếm tiền bạc về đầy tay nếu như mà những người tuổi dần chịu khó nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng để nắm bắt lấy cái cơ hội với mình ấy, thì tiền bạc không bao giờ phải lo phải lo nghĩ Đấy. bằng cái sức lao động và cái sự chăm chỉ thì nhiều người đã tạo ra những cái cơ ngơi đáng kể nhà lầu xe hơi đúng không ạ khiến cho những người khác phải đỏ mắt mà ghen tị đồng thời có những người tuổi dần đã thu hút tài lộc nhiều đến mức là vô kể đúng không À, có thể nói, quý vị có được nhiều của cái tiền bạc và cảm thấy như cá gặp nước, thăng tiến và giàu có không còn là cái giấc mơ xa vời đối với những người tuổi dần nữa. À, thưa quý vị, vậy nên để gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình, những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. À, đó là về cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần đó. À tiếp theo chúng ta cùng xét về vấn đề tình duyên của những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn này. Thưa quý vị, à nói chung tháng 3 âm lịch thì những người tuổi dần xa mặt cách lòng đã gây ra cái sự lạnh nhạt trong các mối quan hệ tình cảm của những người tuổi dần. À vậy nên ngay khi có cơ hội gặp gỡ bạn Vậy nên ngay khi có cơ hội gặp gỡ thì các bạn nên dành hoàn toàn thời gian cho một nửa kia của mình để thể hiện cái sự quan tâm, cái sự chân thành. Nếu không ấy, các bạn quá tập trung vào cái công việc thì sẽ có thể gây nên cái sự căng thẳng, hiểu lầm không đáng có. Từ khóa dành cho những người tuổi dần trong thời gian này là gì? Giờ nào thì việc nấy. Điều đó có nghĩa là khi làm việc thì quý vị hãy tập trung hoàn toàn và khi ở bên cạnh những người thân ấy, thì quý vị hãy gác lại cái công việc sang một bên À, những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch này thì cũng nên dành thời gian cho cái chuyện tình cảm hoặc là tập trung với những người bạn của mình. Quý vị hãy thực hiện một vài cái cuộc phiêu lưu nhỏ đầy thú vị vào cái thời điểm này ấy, thì cũng có có thể là gì? Gia tăng thêm được cái hương vị của tình yêu cũng như là hương vị cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ với mọi người cũng rất có ý nghĩa với những người tuổi dần trong lúc này. Quý vị đừng ngần ngại chủ động lên lịch và rủ dê mọi người tham gia với mình. Các bạn sẽ có những cái khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời hết cỡ đó và bên cạnh đó cũng sẽ có những cái cơ hội gặp gỡ được những cái đối tác đối tượng từ đó sẽ mang lại cho mình những cái cơ hội làm ăn mới đó vậy nên để gia tăng theo cái vận trình tình duyên của mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, tiếp theo thứ năm chúng ta cùng xét về tử vi sức khỏe của những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch à, thưa quý vị nói chung ấy tình hình sức khỏe của những người tuổi dần trong cái tháng 3 có nhiều cái điều kiện thuận lợi nếu ai đang có bệnh thì cũng may mắn gặp thầy gặp thuốc và được chữa trị dứt điểm nhờ đó mà sẽ nhanh chóng được hồi phục à, bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó là một đất trường sinh nó cũng thuận lợi cho cái việc sinh nở vì thế đó là cái dấu hiệu tốt để cho những người tuổi dần có thể thực hiện cái kế hoạch bầu bí sinh con đấy à, quý vị đừng quá lo lắng gây thêm cái căng thẳng cho bản thân hãy vui vẻ mà đón nhận những thứ mà thuận theo tự nhiên À, bên cạnh đó, trong cái tháng 3 âm lịch thì những người tuổi dần cũng chú ý một vài cái hung tinh. Sao lục bạch nó bay về phương chính Tây, à, nó báo hiệu cái họa huyết quan nó cận kề. Vậy nên, những người tuổi dần cũng cần phải chú ý bảo vệ bản thân. Và nhất là khi mà tham gia giao thông hay là trong quá trình lao động làm việc. À, những người tuổi dần cũng nên quan tâm đến cái vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi khi mà đi xa. Thời gian xáo trộn khiến cho cơ thể của các bạn khó chịu. À, các bạn cũng gì không cảm thấy là thoải mái trong cái việc ăn những cái món ăn mới, đúng không ạ? À, vì vậy những người tuổi dần trong thời gian này nói chung là cũng nên có một cái kế hoạch ăn uống hợp lý, đó, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao cái thể chất của mình lên. Đó, đó là về sức khỏe. Thứ sáu là chúng ta cùng xét về cái tài lộc của từng tuổi nhé. À, kích hoạt tài lộc chi tiết cho từng tuổi. Thứ nhất chúng ta cùng xét về tuổi canh dần, à, tuổi canh dần. Canh dần là những người sinh năm 1950, ngũ hành là mộc, nam thì gặp sao văn hớn, nữ gặp sao la hầu. Nói chung ấy, la hầu nó là một cái sao xấu, vậy nên là quý vị cần phải lưu ý nhé. À, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình cái vạn phúc chi nhân để mà hóa giải. đó. À, cái sao la hầu sẽ giúp cho cuộc sống của những người tuổi uh, tuổi canh dần nữ mạng ấy, được thuận lợi, may mắn và hành thông hơn. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, thì quý vị nên tránh cái chuyện sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả lớn. Bên cạnh đó, các bác thì cũng cần phải lưu ý đến cái sức khỏe của bản thân và có những kế hoạch chăm sóc một cách hợp lý để tăng cường thêm cái sức đề kháng, không để con cháu phải lo nghĩ quá nhiều. À, trong thời gian này những bác nào mà còn đang còn làm ăn kinh doanh buôn bán gì đó thì quý vị hãy chọn nhá, canh dần độ canh, chọn những người tuổi ngọ. Tuổi ngọ này, đấy tuổi xíu tuổi mùi để mà gì để mà tăng cường cái vận may về tài lộc cho mình đó à, tiếp theo là những người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 à, những bác nhâm dần sinh năm 1962 thì có ngũ hành là kim đấy và nam thì gặp sao mộc đức nữ gặp sao thủy diệu trong thời gian này nhờ kinh nghiệm thực tế mà gia chủ có tầm nhìn xa về cái tương lai vì thế quý vị hãy nắm bắt cơ hội để có thể là gì hỗ trợ phần nào đó về tài chính về công việc cho con cháu À chúng ta biết nhâm dần nội nhâm lấy lọc tệ hợi lấy tỵ mão là quý nhân vì vậy mà quý vị có thể chơi với những người tuổi hợi tuổi mão và tuổi tỵ để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình à, thứ ba chúng ta cùng xét đó là tuổi giáp dần là những người sinh năm 1974 1974 giáp dần thì nam gặp sao văn hớn nữ gặp sao la hầu nói chung la hầu là một cái sao xấu ấy thì với nữ mệnh chủ tuổi À, tuổi giáp dần 1974 ấy, quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân để hóa giải những cái hung tinh đặc biệt là sao la hầu và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi giáp dần nữ mạng quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi giáp dần 1974 ở à, trong thời gian này thì những người tuổi giáp dần 1974 ấy, cái sự lạc quan cũng sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn với cái con đường mà mình đã chọn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi giáp dần 1974 nghìn quý vị có thể chơi với những người tuổi giáp lấy đồng tại dần chơi với những người tuổi dần và giáp một canh như dương lấy xỉu mùi làm quý nhân thì quý vị có thể chơi với những người tuổi dần tuổi xỉu và tuổi mùi nhé tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi bính dần sinh năm 1986 nghìn nam thì gặp sao thủy diệu nữ gặp sao mộc đức thủy diệu mộc đức thì đây là hai cái sao tốt nhé nên quý vị cũng không phải lo trong thời gian này quý vị cần phải thận trọng hơn đến những cái quyết định liên quan đến tiền bạc của mình đó à, bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì quý vị nên chơi với những người tuổi tuổi bính dần bính mọc lên động tệ tỵ động bính đi chứ quý vị dậu hợi thì quý vị có thể chơi với những người tuổi tị này để lấy độc này chơi với tuổi dậu tuổi hợi để lấy quý nhân tương trợ giúp đỡ tiếp theo thứ năm chúng ta cùng xét về những người tuổi mậu dần sinh năm 1998 thì mậu dần 9, 1998 thì có ngũ hành là thổ Nam thì gặp sao Mộc Đức, nữ gặp sao Thủy Diệu thì đây là hai cái sao tốt. Đấy. Trong thời gian này thì gia đình đang rất cần đến cái sự hỗ trợ nhiệt tình của của những người tuổi mậu, mậu dần ấy. Vậy nên các bạn hãy hỗ trợ phần nào đó. Thứ nhất là về tinh thần, nếu mà có tài chính thì lại càng tốt. Đó. Những người tuổi Mậu dần thì trong cái tháng 3 âm lịch quý vị nên chơi với những người tuổi sau. Chúng ta có Mậu lấy được tuổi Tỵ thì quý vị có thể chơi với những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Mùi để được thần tài quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đó là cái vận trình chi tiết về tử vi của những người tuổi dần trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.